đầy đủ đâu. Dạ. Bên kia có ai vắng mặt không chị? À, hôm nay người ta chấp nhận sự thật hay ta đối mặt ha? Đâu có chấp nhận sự thật gì đâu, thì bây giờ tòa triệu tập ai cũng được. Nãy mà... tới bên mình thì đầy đủ rồi. Dạ. Hồi nãy em thấy luật sư Tuấn Ngọc cầm hồ sơ quá trời luôn. Thì có khán giả nói là bên kia đang tung tin là bên mình đòi hòa giải. Trời ơi, khổ ghê luôn cho chị. Sao cứ vậy thì vậy. Chị, còn vấn đề mà của anh Sang á, mọi người đòi anh Sang quay xe thì chị chia sẻ với mọi người. Không bao giờ. Không bao giờ. Chắc chắn hả chị? Chắc chắn là không bao giờ. Dạ. Tại vì cái nãy mà hỏi anh Sang mà anh Sang nói thôi ai nói gì nói. Alo, đúng rồi. Ai nói gì nói, bây giờ cho anh Pháp hả? Cho tới chứ dạ? Dạ dạ. Cho sao gì nhiên quá vậy? Để chị đi cái này. Chị đi vậy, chị đi sức khỏe nha. Xe tới rồi. Chị đi rồi. Ai thấy vui lo tươi. Buồn là ngày một chứ lại buồn cả đời đúng không? Ngày nào cũng cười như vậy. Ngày nào cũng cười hết trơn. Cười xin lên nha. Đây, mọi người ủng hộ hết. Cái nó cho anh lâu lâu xíu một cái này. Mày đã hòa giải còn hòa giải một lần nữa. Theo thủ tục hòa giải một lần nữa, sau đó mới đem ra xét xử. Là lần thứ ba sẽ xét xử đúng không chị? Hai lần thôi còn. Hai lần rồi. Hai lần hòa giải. Hòa giải hai lần. Đúng rồi, đi một lần hòa giải nữa. Là lần thứ hai hòa giải nữa cả nhà. Rồi chị đi lấy bé bụng cầm cũng về rồi, chú chị. Dính tay em anh ơi. Chừng chừng bị hết rồi. Bị hết luôn. Hả? Bay mất cái gen luôn rồi, bay màu. Cái gì? Bị hết Facebook. Facebook. Hết luôn rồi. Mai mất rồi. Ủa mãi của đi á. Đi á. Nó đánh sập luôn. Mấy khách sáng giờ chị Ni mới tạo thôi đúng không? Nó đánh sập mà. Thứ mới của chị Ni mới tạo mà 10 mấy ngàn mấy ngàn giỏi rồi đó. Nó đánh sập nó coi chứ. Cái khác thằng nó đánh rồi. Chứ mình nào tới luôn bay qua chuyện một lần nó đánh thì nó không hiện cả. Cái Facebook còn nhiều lên hồi nữa bay bay nó quật người ta quản lý. Không thấy được đâu. Ở nhà mình thấy là những thùng hàng đó. Do chị Ni cứ thiếu gì này chị Ni chứ không có cái nó có nhà mạng cá nhân mà. Cái đó mình cũng rành. Thùng hàng nó bự quá nó che mà mình cũng không có biết gì. Gốm này vui vậy á. Gốm là chút thích bờ tình sự là hồi tối là sáng nay gốm rất là vui. Hôm đã vui trở lại đó. Coi như chuyện gì không có, chỉ có mình ta thôi. Ba anh em cứ năm đợt thì em thôi, cô chú vậy á. Trong khi thì có ba anh em riêng đó thì có một anh em trong team, đặc biệt nó là có một chị gái thì chị luôn cũng nói hồi tối là chị Ni là chị gái của em, cũng coi như chị Ni là chị gái. Anh nhạc sĩ Minh Anh ảnh đang sáng tác một cái bài tặng cho chị Ni với chị Loan quá. Chuẩn bị ra mắt anh biết thông tin từ đâu? Trên trang của anh Thông Minh. À Thông Minh hả? Bài hát rất là hay. Bùm 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 lai à? Bùm bùm lai à? Bùm lai Facebook hả? Hồi sáng nhiều. Hồi tối anh con có phút mà cũng một tiếng mấy rồi đó. Sau đó là anh không coi nữa. Đi ngủ, buồn ngủ quá. Tới sáng nghe hay tin chị Ni bị đánh bài Facebook. Chắc đánh hậu trần lai luôn hả? Đánh trốn xuống lai 30 phút. Ai lấy vậy? Em không? Em gây.
Chị vậy chị đẹp? Chị nói gì chị đẹp? Đó là yêu. Chị đang yêu hả? Thiên tình với người yêu nước ngoài. Chị đẹp là bà yêu nước ngoài không à? Trong nước bà đâu có yêu ai đâu. Tôi nước ngoài nó độc lạ. Nước ngoài nó vui hơn hả vậy? Tôi cãi nhau sao? Chị gặp mang đi đi như vậy. Chị lo này chắc đi nữa. Chị lo nói gì em không nghe chị lo. Qua một lần kính đâu chứ mình không nghe được chứ mình sẽ đón nói gì á, mình nhìn cái lịch sử cái miệng của chị không bao nói cái gì đó thì chúng mày tôi lên sim này, chúng mày tôi đi ra ngoài. Chúc mừng mày, chúc mừng mùa mai bán đất hả? Sáng ở Thắng Phong, ông bé Đạt nữa. Ông nhìn đá banh mà ngồi giữa cửa. Cười. Cái nào? Cái này á. Cà phê. Uống cà phê. Ngồi viện và sữa với lại cà phê sữa đá. Một bông chuẩn bị like nè. Một bông like. Làm mấy cái thịt này nó ra tới đây luôn. Hàng quá nhiều con chứ gì? Ra đây đi luôn. Quá là đầy hàng luôn. Mm-hmm.